mua nhựa đi bác, mở xe đi đấy, để mua nhựa đi. À, mấy ông làm amateur nhỉ.
À, bác hiểu rồi. Vậy chơi anh hả? Rồi anh em cứ làm hết bình thường đi đâu. Luôn nha. Dạ đúng rồi chị ơi. À, hôm qua có người đến khảo sát chị ơi. Dạ.
À, ngay chỗ cầu rắn nghe nói cái bước 190 này bà ấy, kia cao mà nó nắp đấy. À, sao cho lắm hả? Bây giờ chị này thì nếu mà vậy thì cho người qua cầu rạt đấy, biết cái cầu rạt nhỏ không? Cầu rạt nhỏ đấy. Cái quán cà phê ngay cạnh cầu rạt nhỏ, qua cầu rạt nhỏ tí tới quán cà phê thì chị đến thì liên hệ. Có bà muốn lắp là bà kia cao thấp gì? Thì nắp lên thế thì mọi người ấy thì mọi người nói cho người ta đi liên hệ với cả cái con nó qua cầu rạch nhỏ nhé. Cái này kiểm định lại quá. Ui, sáng có cà phê à. Thank you.
Là kia đi mất rồi. Đây là cái gì? Lenovo. Lenovo. À trên đường. Này nhưng mà khoái Lenovo hết nhỉ anh. Lenovo này máy tôi mạnh mà. Cấu hình sao? Mạnh lắm. Mấy chip? 8, 8 nói. 8 chip ạ, chạy tốt rồi. 4 con A53 chạy bao nhiêu? 17 lần. À 17 lần. Còn nhớ máy? Nhớ máy rồi á. 8 chip. Mười sáu nghìn anh cho anh 500 mấy rồi ở trên hai à, nhớ nó nhìn là trên hai đó.